Xin chào các bạn đã đến với kênh QKTube nhá. Hôm nay là mùng 2 tháng 9, cũng là ngày Quốc khánh Việt Nam. Cũng là ngày game Pretogether ra một mã core dành cho tháng 9 và cũng dành riêng cho nước Việt Nam mọi người nhá. Cũng là những món quà của nước Hàn Quốc dành cho Việt Nam vào ngày Quốc khánh. Và mã core mình sẽ nhập cho mọi người cùng xem. Xem phần quà là gì nhá. Trước hết mọi người kích vào biểu tượng của cái điện thoại này. Đó, xong rồi ấn vào cái hình răng cưa chữ cài đặt nhá. Sau đó ấn vào chữ nhập coupon. Nhập coupon để mọi người nhập phần nhập mã code vào nhá. Sau đó mọi người ấn vào nhập mã nhá. Nhập mã này. Việt via top together mọi người ạ. Mã này sẽ là xếp mình gõ sai. Phần quà mình chưa biết là cái gì đây. Không biết phần quà có nhiều, không biết có được đá quý không. Được đá quý thì ngon nhỉ. Nhận quà được rồi, ok, mình nhập mã là chính xác mọi người nhá. Mọi người nhớ nhập giống mình nhá. Và sau đây mình sẽ vào hòm thư nhận quà. Xem hòm thư xem được quà gì nào. Xem quà có những gì nào. Mọi người có nóng lòng không? Ồ, được 5.000 coupon. Và phần thưởng coupon được 5.000 tiền sao và hai thẻ du lịch. Để đủ server mọi người nhá. Xác nhận nhận thư, 5.000 khá là nhiều lắm mọi người ạ. Như vậy là mình có hai vé để du lịch thời hạn trong vòng 3 ngày. Mã core này có hạn đến ngày 19 tháng 8 mọi người nhé. À đến ngày 18 tháng 9 nhé. Mã core có hạn đến ngày 18 tháng 9. Mọi người cứ yên tâm mà từ từ bình tĩnh mà nhập nhé. Rồi. Mọi người xem video thấy hay, nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ có những gì mình chia sẻ cho mọi người cùng để được hưởng như mình. Những ưu đãi của game có gì mình chia sẻ cho mọi người. Mọi người đừng tiếc cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Mình chụp ảnh tự sướng phát á. Chụp ảnh tự sướng với quả kỳ cầu chữ bé túi ghét giờ kìa. Rồi. Hẹn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Có gì hay 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 ho ho mọi người cứ bình luận bên dưới video cho mình nhá. Để mình làm video mới cho mọi người xem. Bye bye mọi người.